Điệp xin gửi lời chào cô dì chú bác anh chị em nha. Điệp cũng xin gửi lời chào các em nghiệp và fan của Điệp nha. Hôm nay Điệp đi săn ong. Điệp nhận cuộc điện thoại của anh Minh á, gọi cho Điệp á. Điệp đi xuống dưới ngã 6. Đi hốt ong cả nhà ơi. Nói mấy tổ ong cũng khủng không à. Thì mong cả nhà ủng hộ cái nhiệt tình cho Điệp nó nghe cả nhà. Với tháng mùa mưa mà hôm qua là Điệp hên quá. Điệp hốt tổ bành saki ná đi luôn à, cả nha. Mặt quá trời mặt luôn. Nè chiếc xe cả nhà nhìn thấy chóng mặt không? Đi với bạn chiếc xe phân khối nó lớn vậy tới 1000 chiếc này chưa kêu bằng chiếc hạt lây nha anh em, hạt lây gì đó, rồi chiếc này tới 1750 phân khối, 1750 phân khối nha. Thì cùng đồng hành dưới Đẹp đó, đi với bạn đó. Đi chiếc xe phân khối lớn cả nhà, đi hốc ong thấy ghê quá. Chạy vô nghe tiếng bô ghê thiệt nha. Rồi giờ Đẹp up video, Đẹp mời cả nhà cùng trải nghiệm dưới Đẹp đi săn ong nha. Nay Điệp đi săn ong cả nhà ơi. Thì ở đây cũng là fan của nó của Điệp nè anh em. Rồi cái cô này cô cũng là fan. Cô không? Fan à. Rồi con bắt tay chú. Chú rồi, cũng đi mua mít. Bắt ong rồi thấy cũng cực khổ quá. Dạ dạ. Đó là trèo những mấy cây gòn mà lên thấy tội quá, rồi không biết được bao nhiêu tiền. Đó là chú đi mua mít mà chú còn coi clip của Điệp á. Dạ con cảm ơn chú nha, chú cho ủng hộ cho anh nha. Đó, giờ chú ghé đây chú mua mít á, chú gặp Điệp á, tình hữu gặp Điệp á, chú mừng lắm. Còn cảm ơn chú. Giờ thì giờ đầu Điệp lên Điệp. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi sao anh Minh đi gần trước rồi? Mình ra đi, anh bắt đi. Vậy đó hả? Rồi thử đi. Vậy à? Rồi. Đó con trên cây xài nè nghe anh em, lớn lắm. Đó, nằm nửa màn hình cục đen á. Điệp thấy cũng có cái đầu mặt đó mà không biết làm sao. Chung là tháng mưa cụ cũng hên xui anh em ơi. Đó nó nằm nửa màn hình đó. Mình lấy ống quẹt không? Làm gì? Phan cả nhà chờ Điệp một cái nha anh em. Tại vì Điệp đốt gì nè anh em ơi. Để mà cho ong nó đừng có bay đi vô nhà. Rồi Điệp đốt được chưa, đi vô đây đi. Rồi giờ Điệp lên Điệp hốt nha anh em. Cả nhà nhớ xem hay để cho Điệp xin một like nha cả nhà, để Điệp cũng thêm động lực nha. Giờ cây xài này leo khó quá, kiếm đường lên anh em ơi. Đu kế bên này. Các cô chú bác anh chị ơi, hay xem clip Điệp ủng hộ Điệp cũng mừng lắm. Có mặt nha. Tổ này bắt chia anh em ơi. Điệp mừng lắm. Thật sự bắt dùm Điệp cũng bắt mà. Cô dì chú bác anh chị nào ở phương xa lỡ có xem clip của Điệp á, nếu mà có bắt được thì bắt, còn không bắt được thì alo cho Điệp. Nói mà 10 cây số, 15 cây số Điệp đều chạy đến nha. Thì các anh em đồng nghiệp cũng vậy nha. Có cây nào cây gòn gai hay cây gòn nào khó leo không được á, alo cho Điệp. Anh em mình đến mình lấy mặt chia. Dữ lắm tổ ong. Điệp cho khối lên. Tổ này chắc có mặt anh em. Thấy ong nó bay ra bay vô á, nó bay diện tích nó bay ra rồi nó bơm mặt vô rồi nó bay ra. Tụi ông mà nó không bay ra bay vô mà lên á, thành ra xong hơi nha. Thì tụi ông ít có mặt. Tối quá Điệp quay không. Điệp quay không được anh em ơi. Quá wow, trời tụi ông lớn rồi. Đó, Điệp cho khối lên cái đi anh em ơi. Điệp cho khối lên cái nha, nó đóng cái tầm. Thôi trong bịch. Giờ ta xuống rồi. Đúng rồi anh em ơi. Ông này nó cũng hơi hung mà. Không có bịch anh hung gì nữa. Rồi Điệp lên nha anh em, Điệp cho trái cháy cây gọi. Khối quá anh em ơi. Lên. Ông bà ở trong xin miếng mặt à, ông bà ơi. Ôi da nó trúng cái gì trên đầu Điệp á. Quá trời không. Đầu mắt.
Điệp thấy có đầu cái đầu mặt rồi. Đầu mặt. Đây chú có gì trên đầu đẹp không em nào? Có đầu mặt coi. Như trái banh luôn. Ủa chạy mất tiêu chưa rồi. Như cha trái banh nè. Nó tròn vô hả anh ruột? Anh ruột anh ơi. Nói gì mà anh em ơi, nói chung là anh em đồng nghiệp chúc mừng cho Điệp nha. Thật sự Điệp đi bắt có video á, anh em có xem á. Cứ mặt á thì Điệp á thì nói chung là cũng không có quan tâm trân trọng gì mặt anh em. Anh em ra cười Điệp thì Điệp nói mày đi bắt ong mà trở lại không quan tâm. Thật sự ra ai mà không quan tâm, nhưng mà tổ ông này mà bắt mà chia tam chia ba chia bảy rồi nhau nhắm lắm có còn không, đúng không anh em? Quá trời tổ ông có dĩ lớn con mặt hết biết đâu mặt ra anh em ơi, quá im rồi. Cho kỳ gọi nằm ở đây đi, Điệp kiếm đường Điệp leo lên. Đây leo lên khó quá. Đây ở bên này trống này anh mày, đây cho trống trống đi cho ông nó bay ra bay vô cho nó lẹ cho nó bơm mặt. Quá trời luôn anh em ơi, mặt nước không à, phong hà có chút xíu. Để kêu gọi để đây coi đi. Vì Điệp ở bên đây thì cho nó qua đây. Anh em thông cảm nha, Điệp quay cục mặt cái cho anh em xem ha. Đây, mặt này mặt nước nè anh em thấy không? Ha. Còn mé ở bên kia thì nó chám rồi. Im lắm. Đây. Anh em thấy không? Bên đây thì nó chám rồi. Cũng im lắm anh em. Ông giờ nó bò nè. Lên tay của Điệp nè. Tay chân gì đâu mà nó bị sù mâu ăn hả gì nè. Nói chung là tay của Điệp làm á, bị phỏng á. Phỏng biết rồi nha. Có thẹo hết trơn. Rồi Điệp cắt mặt, thao tác cắt mặt nha anh em. Quay anh em ơi, tháng mưa con không hà con chút nè, đã không? Quá sâu nè, để Điệp gỡ ra cái. Điệp gỡ sâu ra cho mai mốt cho nó về. Cho nó bơm mặt vô. Kiếm đường Điệp chỉnh. Mặt chảy à. Cho nó nhiễu mặt ở đây luôn, cho nó hút lại luôn. Anh em thông cảm nha, vì Điệp lên Điệp chỉnh á, cho nó sạch. Ví dụ như có bán thì cũng nó mình cắt kỹ xài lâu á. Bên kia nó chám vôi, còn bên đây nó không có chám vôi. Sẽ Điệp nằm xuống anh em ơi. Quá trời im. Nãy cũng có cái cô đó với cái chú đó đi mua mít mà cũng có xem clip của Điệp á. Điệp cũng cảm ơn các anh em cô dì chú bác anh chị đã bỏ chút thời gian để báo xem clip của Điệp nha. Điệp thành thật cảm ơn rất nhiều lắm nha. Cũng có một
với các anh em đồng nghiệp nha. Nè anh em đồng nghiệp ơi, chúc mừng cho Điệp đi anh em nghiệp ơi. Tháng mưa mà Điệp kiếm gì gì đây, đây là quý lắm nè anh em. Một mặt tròn vo bự lắm, đã lắm. Đó, anh em thấy không? Mà mặt nước không à. Mặt quá im anh em ơi. Anh em chúc mừng cho Điệp nha. Để Điệp còn có thêm chút niềm tin động lực nha anh em. Mặt bự lắm. Mà này tầm giá cả lít ngoài. Lít mấy anh em ơi? Mặt tròn. Lít ngoài. Im. Nói chung là tháng mưa mà kiếm gì đây rồi, nói chung là nó mừng nha anh em. Thứ nhất cái video của Điệp á mà Điệp đăng ông lên á, mà nói chung Điệp cũng ngại lắm. Đăng lên mà nhiều khi cái tổ mà không có mặt á, Điệp cũng vẫn đăng cho có ngày á, với một phần đó anh em xem cho nó đã ghiền với giao lưu với anh em thôi. Với bắt mặt ông mà cũng mong cho có mặt để mà có thêm kinh phí ăn chở. Cô dì chú bác là cũng có mặt uống. Rồi cạo cho sạch cái kèo này để cho mai mốt cho nó làm mặt cho nó im. Đó. Quá gì mà anh em à. Rồi đó xuống nha anh em. Cho anh Minh á, ảnh chia với chủ nhà. Thì có video thì Điệp mừng thôi. Cao ha, chục mét hơn. Điệp thôi nhìn xuống gì đây, hơi chóng mặt tí xíu, cả nhà thông cảm nha. Đây điệp leo á, Điệp ngóc cái đầu lên, nhìn phải nhìn xuống cái, ây, sân ông này nó gì đấy anh em ơi, thì lên cây thì gặp mặt thì cũng mừng, thì cũng la ó vui. Chứ không phải là không, nhiều khi số anh em á lên nó mà yêu quý mến Điệp thì Điệp mừng lắm nha. Ý là nói ồ này lên la làng la ó. Gặp hồi nào giờ chưa từng gặp mặt. Tháng nắng nó khác nha anh em, tháng mưa nó khác. Mà nói chung tháng nắng tháng mưa cũng vậy chứ anh em ơi. Mình đi sân ông mà gặp có mặt thì mừng thôi. Ai cũng vậy hết á, các anh em cũng vậy thôi. Điệp cũng vậy, chứ không phải là riêng Điệp mà riêng anh em. Anh em đồng cảm mà hãy đồng nghiệp á, cho Điệp xin một like, được đăng ký, yêu quý mến Điệp, chia sẻ video cho Điệp. Chạy hết trơn à. Chạy cho hết trơn à. Tổ ong này nói chung là nó cũng không có đến nỗi dữ. Đây, Điệp quay thành quả cái anh em ơi. Ông bù quá bù rồi. Xuống tới đây đi. Ây da. Nói chung cũng im lắm anh em. Đây, hành quả của Điệp đây. Nói về hành quả của Điệp chứ không phải là của Điệp đâu. Đó, tầm giá cũng được cái lít ngoài vậy đó. Cũng im. Nói chung tháng mưa mà kiếm nửa lít mặt thôi cũng im đó. Mà nửa lít mặt thì nói chung là Điệp đó là người Điệp bắt dùm cho mà. Chứ nửa lít mặt Điệp không lấy. Ví dụ như ba sĩ cụ cũng vậy. Mà cầu cái lít đó lên thì mà cả nhà cũng cho Điệp như cho. Thành quả của Điệp nhiêu đây nha anh em, Điệp cũng mừng nha. Thì giờ Điệp cũng xin gửi lời chia ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị em trên mọi miền đất nước á, có một buổi tối xem Điệp và Điệp luôn luôn giải hạnh phúc yêu thương nha. Tôi yêu quý mến Điệp và hãy để cho Điệp xin mừng mọ nó một like nó nghe cả nhà. Mấy anh em bây giờ rút lại kìa, bác á, ông á, nó xuống á, có mấy ngày trước á, Điệp bắt á có hai ngày em trời ơi phóng xong luôn. Mắc cười lắm, phóng không lặn trên lưng 30-40 dít mỗi. Thì Điệp kêu ngồi đó đi, Điệp bắt rồi Điệp xuống. Mà tại vì giờ tổ ong nó hung, Điệp bắt công nhận bữa đó hai tổ ong, tổ cây cốc khô gan với tổ có mặt. Về nhà chừng ba lết mặt. Thôi giờ Điệp bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà mình mỗi ngày mà có niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Rồi Điệp bye bye cả nhà.